lương tâm, những mảnh đời sâu song sắc, nhan đề mà tủ sách Tiếng Quê Hương chọn cho tác phẩm của Phạm Thanh Nghiên có thể được hiểu là cuốn hồi ký đầu tiên viết bởi một nữ tù nhân lương tâm về kinh nghiệm lao tù dưới chế độ cộng sản tại Việt Nam. Nói thế phải chăng phản lại bản chất tác giả qua lời tự thuật rất nhẹ nhàng, khiêm tốn của nó trong suốt tác phẩm? Với cương vị xuất bản, chúng tôi không thể làm khác để nhấn mạnh vài điểm liên quan đến nội dung cuốn sách. Thứ nhất, chế độ cộng sản Việt Nam không bao giờ thừa nhận trước dư luận về sự hiện hữu của tù nhân lương tâm hoặc tù chính trị. Tất cả những người lên tiếng phản đối các chính sách hay hành vi bất nhân, bạo ngược, mang trá của chế độ đều bị gọi là tù hình sự, bởi họ đã bị áp đặt các bản án hình sự chiếu theo vài điều luật quái gở nhằm hình sự hóa mọi hoạt động đối kháng và bị tống vào trại giam để ở tù chung với những tội phạm hình sự như giết người, buôn bán ma túy, vân vân. Thứ hai, riêng về trường hợp Phạm Thanh Nghiên, cô bị bắt ngày 18 tháng 9 2008 trong lúc đang tọa kháng tại nhà của mình với biểu ngữ Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam và phản đối công hàm bán nước ngày 14 tháng 9 năm 1958 của Phạm Văn Đồng. Trước đó một tuần, cô đã bị cơ quan an ninh điều tra triệu tập để làm việc liên tục mỗi ngày để hoạch hỏi, đe dọa về các hoạt động đối kháng. Trước đó nữa, cô bị giam lỏng bởi một hàng rào công an ngày đêm đóng chốt quanh nhà, khiến cô không thể đi từ Hải Phòng về Hà Nội để dự cuộc biểu tình chống Trung Quốc ngày 14 tháng 9 2008. Chính vì vậy mà cô quyết định phổ biến trên mạng lời tuyên bố tòa kháng và thực hiện việc tòa kháng. Cô bị tạm giam để điều tra suốt 18 tháng, rồi ra tòa ngày 29 tháng 1 2010 lãnh bản án hình sự 4 năm tù giam, 3 năm quản chế. Phiên tòa không đề cập gì đến hành động tòa kháng mà buộc tội Phạm Thanh Nghiên về một bài viết của cô hồi tháng 3 2008. Đó là bài Uất ức biển ta ơi, một phóng sự về hoàn cảnh các thân nhân của 8 ngư dân Thanh Hóa đang đánh cá trong lãnh hải Việt Nam bị Hải quân Trung Cộng bắn chết ngày 8 tháng 1 2005. Vì trước sau, Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam vẫn giấu nhẹm vụ tàn sát thảm khốc này. Do đó, đã dàn dựng phiên tòa với hai nhân chứng bị cưỡng bức phản cung nhằm áp đặt tội danh tuyên truyền chống nhà nước cho người cầm bút dám vạch trần sự thật qua bài phóng sự. Thứ ba, các sự kiện nêu trên cho thấy Phạm Thanh Nghiên chính là một tù nhân lương tâm tiêu biểu, nhưng bị giam giữ chung với tù hình sự ngay từ giai đoạn tạm giam trong trại Trần Phú ở Hải Phòng, cho đến khi cô bị chuyển đến trại tù số 5 của Bộ Công an ở Thanh Hóa. Xin mở dấu ngoặc để nói thêm về ý niệm tù nhân lương tâm. Ngày 28 tháng 5 năm 1961 được ghi nhận là ngày xuất hiện lần đầu tiên ba chữ Prisoner of Conscience trong bài viết của cố luật sư Peter Benenson, người sáng lập tổ chức ân xá quốc tế Amnesty International với tựa đề Những tù nhân bị bỏ quên, The Forgotten Prisoner, đăng trên tuần báo Người Quan sát, The Observer tại Anh Quốc, nhân dịp phát động chiến dịch đòi ân xá cho những tù nhân lương tâm mà ân xá quốc tế định nghĩa là bất cứ người nào bị giam cầm thân xác trong nhà tù hoặc ở một nơi khác chỉ vì đã bày tỏ bằng chữ nghĩa hoặc biểu tượng một quan điểm mà người đó thành thật tin tưởng và quan điểm đó không cổ suý hoặc tán trợ cho bạo lực. Chẳng những cuốn hồi ký của Phạm Thanh Nghiên đưa ra ánh sáng các thủ đoạn quỷ quyệt của bộ máy cầm quyền cộng sản, từ lực lượng công an đến hệ thống tòa án, nhằm chồng bản án tù hình sự lên đầu những người tranh đấu bức bạo động, mà cuốn hồi ký còn cho thấy những lời tuyên bố theo kiểu ở Việt Nam không có tù nhân lương tâm hay tù chính trị, chỉ là trò dối trá để gạt gẫm dư luận. Còn trên thực tế thì các trại tù đều nhận chỉ thị thi hành triệt để chính sách cô lập hóa các tù nhân chính trị bằng cách dụ dỗ hoặc đe dọa những người tù hình sự ở chung với họ. Thực tế này nói lên bất cứ tình huống nguy hiểm nào cũng có thể xảy ra khi nhà cầm quyền
cần mượn tay tù hình sự để trả thù và trù dập các tù nhân lương tâm đối kháng chế độ. Thế nhưng, cũng qua những trang hồi ký của Phạm Thanh Nghiên, người đọc lại nhận ra một điều thú vị khác. Đó là chính sách cô lập hóa, kể cả bằng thủ đoạn chiêu dụ hoặc bạo lực, vẫn không thể ngăn cản được các tù nhân hình sự và tù nhân chính trị tìm đến với nhau trong sự chia sẻ tình người đồng cảnh ngộ. Nghĩa là giữa những người cùng chung thân phận tù đầy và cùng hứng chịu vô vàn oan ức, đắng cay dưới một guồng máy cai trị bất công, thối nát, tàn bạo, phi nhân tính. Những cảm xúc tích tụ qua kinh nghiệm bản thân cộng với nhiều điều mắt thấy tai nghe đã trở thành động lực để Phạm Thanh Nghiên viết về những mảnh đời sau song sắt và viết với tất cả sự thành thật để nói lên tiếng nói đúng nghĩa của một tù nhân lương tâm. Con người luôn có xu hướng nói tốt về mình và cảm thấy dễ dàng kể về những thành công hơn là những thất bại. Người ta hay lảng tránh hoặc giấu kín sai lầm của bản thân, nhất lại là những sai lầm ngoài mình không ai biết. Nhưng thành thật với chính mình phải được xem là điều kiện bắt buộc để trở thành một con người chính trực, để thấy mục đích chính không phải trở thành người hùng mà là một cách đối mặt và vượt qua những khoảnh khắc sợ hãi, mềm yếu của mình trước những thử thách đầy cam go khốc liệt. Tôi không định cất giữ những bí mật của riêng mình trong thời gian bị cầm tù, mặc dù tôi hoàn toàn có thể và có quyền làm như thế, nhưng tôi sẽ kể cho bạn một cách trung thực nhất không chỉ những câu chuyện của chiến thắng, của khí phách và lòng quả cảm, mà cả những câu chuyện về thất bại, về giây phút yếu hèn của tôi, một tù nhân lương tâm dưới thời Cộng sản. Đơn giản, vì sự thật cần phải được biết tới và tôn trọng. Nếu bạn không may trở thành một tù nhân lương tâm thì hy vọng những trải nghiệm này sẽ giúp bạn có thêm vài kinh nghiệm. Nhất định bạn sẽ chiến thắng, một chiến thắng trọn vẹn, vì bạn giỏi hơn tôi, dũng cảm và thông minh hơn tôi nhiều. Nhắc đến hai chữ nhà tù, người ta liên tưởng ngay đến sự trừng phạt và khốn cùng. Cuốn sách nhỏ này không có tham vọng làm thỏa mãn mọi hành dung hay đáp ứng những tìm hiểu cần thiết của độc giả về nhà tù Cộng sản. Song, hy vọng người đọc sẽ nhìn thấy một góc nho nhỏ trong nhà tù với những câu chuyện chưa kể hết trong thời gian 4 năm tù của tôi. Tất nhiên, tùy từng vùng miền cụ thể hay mỗi giai đoạn lịch sử, chuyện tù của mỗi người mỗi khác. Dù thế, cũng cần thẳng thắn thừa nhận rằng nhà tù Cộng sản là hiện hữu của mọi khổ đau cùng cực, mọi nỗi uất hận nghẹn ngào, là đau thương rệu rã, là mệt mỏi, tâm tối và cả chết chóc, là sự tàn bạo và bất lực, là những tâm, là thù oán, là trông đợi, tuyệt vọng, là nỗi chết và là địa ngục. Địa ngục của những con người vẫn đang hít thở, đi lại, cười và khóc. Cuốn hồi ký của Phạm Thanh Nghiên chứa đựng những ghi nhận và cảm nghĩ khác hẳn với các tác phẩm thuộc thể loại hồi ký tù mà chúng ta từng đọc, không phải chỉ do văn phong độc đáo của cô, mà chính vì cô là một tù nhân lương tâm, là một phụ nữ dấn thân tranh đấu cho quyền làm người giữa một xã hội mà mọi giá trị nhân bản đều đảo lộn, là một người cầm bút dấn thân tranh đấu kêu gọi lòng yêu nước, trong khi những kẻ cai trị đất nước luôn sẵn sàng bán nước để bảo vệ quyền lợi và quyền lực cá nhân. Khi bị ném vào chốn địa ngục trần gian để chia sẻ thân phận khốn cùng của các tù nhân hình sự, ý thức của một tù nhân lương tâm đã giúp Phạm Thanh Nghiên bắt được nhịp cầu cảm thông với nhiều bạn tù đến từ những góc đời tâm tối nhất của một xã hội băng hoại. Và ý thức ấy đã mang lại cho chúng ta những đoạn hồi ký đáng suy ngẫm. Người tù xa lánh tôi không phải vì ghét mà vì sợ liên lụy. Song vẫn có những mối quan hệ giao tiếp rất khéo léo, đủ để không bị phạt hay lọt vào tầm ngắm của cai tù. Mấy hôm trước, cả phân trại xôn xao vì chị Chanh ở đội 29 bị cai tù gọi lên rằng mặt, đe dọa vì tội dám bán cho tôi chiếc hòm đựng đồ dùng cá nhân. Kết quả là sáng qua, chị Chanh bị bêu mặt giữa sân chung trước sự chứng kiến của hơn 1.000 người tù và tất cả các cai tù của phân trại. Tuy chưa đến mức phải vào nhà chó, nhưng chị Chanh bị chuyển đội và mất giảm án năm ấy sau khi bị đấu tố. Không khí sợ hãi
bao trùm cả phân trại, người ta bảo nhau phải dè chừng và tránh xa con phản động nếu không muốn gặp tai họa. Không riêng gì Mai, nhiều người tù khác cũng từng phải đi uống cà phê để nghe cai tù đe nẹt, cấm đoán về tội chơi hoặc ngồi chơi với tôi. Có người phải làm cam kết từ nay xin chừa không bén mạng đến con phản động nữa. Sau mỗi chầu cà phê như thế, chị nào cũng nhận được lời nhắc đừng nói lại với cái nghiêng. Nhưng chả mấy cái miệng tù giữ được lời hứa, không nói ngay thì cũng nói eo, không nói trực tiếp thì cũng nhờ đứa tù khác mách lại. Lúc mới lên trại, tôi cũng hơi buồn, tính tôi hay chạnh lòng, tủi thân. Sau quen dần, kệ. Những người dám công khai gần gũi với tôi thường là thành phần, cứng đầu, không còn gì để mất, tức là họ không được giảm án hoặc sắp mãn hạn tù, không được giảm án vì vi phạm nội quy trại giam. Có nhiều kiểu vi phạm: buôn bán, tiêu tiền mặt, đánh cãi, chửi nhau, làm không đủ mức khoán, thiếu lễ tiết với cán bộ, không chào chẳng hạn, giúp đỡ bạn tù không xin phép, vân vân. Người bị S, bệnh nặng hay những người sắp chết cũng thích chơi với tôi. Thời gian là thứ không thể sờ mó được, nhưng người tù sắp chết hình như họ chạm được bằng tay và thấy được bằng mắt những ngày tháng đời người đang ngắm lại trong khoảng thời gian lao tù dài đằng đẵng. Nhìn thấy và sợ thấy màu tím tái, cái khô rác trên môi miệng, trên thân người trơ trụi với da bọc xương. Trong bước đi chậm dần và những cơn đau hành hạ mỗi ngày, việc cai tù lấy giảm án ra để uy hiếp hay mặc cả với những người không còn gì để mất thành thừa. Năm 2010, sau 18 tháng tạm giam để điều tra, trong đó có 4 tháng biệt giam, cộng thêm hơn 2 tháng chờ đợi sau khi ra tòa để lãnh án 4 năm tù, 3 năm quản chế, Phạm Thanh Nghiên bị chuyển đến trại số 5 Thanh Hóa để tiếp tục ở tù cho đến ngày mãn án. Cũng như những tù nhân khác, cô bị cắt lìa với đời sống bên ngoài và tất nhiên mọi tin tức đều bị bưng bít bởi hai lớp màn sắt chồng lên nhau. Nhà tù nhỏ nơi cô đang bị giam giữ và nhà tù lớn là đất nước của cô. Khi bất ngờ nghe được một tin bên ngoài qua một bạn tù mới nhập trại, nhưng lại là tin chẳng lành về hai người bạn tranh đấu vừa bị bắt, cô viết: một điều đáng sợ nhất là nhận tin được anh em của mình bị bắt. Trong suốt thời gian 4 năm ở tù, tôi nhậm tính có tới hàng chục người bị bắt vì đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ, tự do, tôn giáo. Không ít người trong số đó là người tôi quen hoặc từng may mắn được gặp mặt. Tổng cộng số năm tù cho những người đấu tranh ôn hòa này lên tới hàng trăm năm. Tôi không khỏi lo lắng và nghĩ tới những ngày tồi tệ của phong trào đấu tranh bên ngoài. Đếm trên đầu ngón tay, chỉ còn lại 3 người là chưa bị bắt hoặc mới về hết án, nhưng còn bị giam lỏng tại nhà. Sự kiện bác sĩ Phạm Hồng Sơn và luật sư Lê Quốc Quân bị bắt sau hàng loạt vụ bắt bớ khác, ít nhiều khiến tôi xuống tinh thần. Chị Hương, một người bạn tù khác buồn, nói với tôi: phải nghĩ tích cực lên chứ. Em chả bảo chị là nhiều người trong số những người bị bắt, em còn chưa từng nghe đến tên của họ là gì. Chứng tỏ đang có thêm nhiều người cùng đấu tranh như em, thế thì cần mừng, chứ sao lại phải ủ rũ vậy. Quả không sai chút nào. Ngay từ lúc Phạm Thanh Nghiên đang ở tù và liên tục đến nay, lời khích lệ của người bạn tù đã được chứng minh bằng thực tế. Suốt 10 năm trở lại đây, số người dấn thân vào cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam chỉ ngày tăng chứ không giảm. Những tiến bộ không ngừng của kỹ thuật tin học, nhất là sự lan tỏa vượt bậc của mạng xã hội Facebook từ năm 2011-2012, đã tạo điều kiện cho phong trào đấu tranh dân chủ thực hiện việc liên lạc và nối kết rộng rãi đến mức nhà cầm quyền cộng sản không ngăn chặn nổi, đồng thời mở đường phổ biến mau lẹ những tin tức xác thực từ trong nước ra hải ngoại và ngược lại, khiến hệ thống kiểm duyệt tin tức của chế độ lâm tình trạng bất lực và cả một cơ chế truyền thông lề đảng cũng lung lay, bị buộc phải tìm phương cách mới để thích ứng. Thất bại trong việc bưng bít tin tức để che giấu sự thật, lại phải lúng túng đối phó với mọi vấn đề,
từ nội bộ, đấu đá quyền lực, cạn kiệt ngân sách, đến đối ngoại bị áp lực nặng nề của Trung Cộng trên Biển Đông, rắc rối ngoại giao với Đức và Liên hiệp châu Âu, Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam bèn trở lại thủ đoạn dùng bạo lực để trấn áp dư luận. Mấy năm liên tiếp gần đây nhất là từ tháng 6 đến tháng 8 2017 đã diễn ra hàng loạt vụ hành hung, khủng bố, bắt bớ và xử án tù nhằm vào giới đấu tranh ôn hòa và các cựu tù nhân lương tâm, đến độ các tổ chức quốc tế bảo vệ nhân quyền phải lên tiếng báo động như Human Rights Watch qua bản phúc trình 65 trang No Country for Human Rights Activists as shows on bloggers and democracy campaigners in Vietnam, và thông cáo báo chí Việt Nam and attacks on activists and bloggers, cũng như Amnesty International qua bản phúc trình Detainer for Defending Human Rights, báo động về các vi phạm mới nhất và nhắc lại trường hợp cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Đài bị bắt lại từ ngày 16 tháng 12 2015 đến nay chưa biết số phận ra sao. Dư luận thế giới kinh hãi trước hình ảnh những người Tây không vũ khí, kể cả phụ nữ, bị đàn áp bằng bạo lực. Nhưng đó là phản ứng đương nhiên của một tập đoàn lãnh đạo Cộng sản mỗi khi cảm thấy bị đe dọa bởi bất kỳ tiếng nói nào khác biệt với lý luận một chiều của chế độ. Những người dấn thân vào cuộc đấu tranh dân chủ hiểu rất rõ điều đó, và họ giúp nhau trang bị tinh thần để đối đầu với tình huống xấu nhất, như Phạm Thanh Nghiên viết trong một đoạn hồi ký: "Tôi xin tặng chuyện này cho bạn, những tù nhân lương tâm dự bị dưới chế độ Cộng sản, để thấy được những khoảnh khắc của một người tù. Tôi luôn hy vọng trong tương lai gần sẽ không còn nhiều người Việt Nam phải trải nghiệm cuộc đời mình trong chốn ngục tù đầy đau thương và mất mát như một cái giá để trả cho khát vọng tự do. Nhờ mạng lưới thông tin toàn cầu giúp phá vỡ bức tường bưng bít sự thật, dư luận thế giới hiện nay có thể biết tường tận cái giá mà các tù nhân lương tâm tại Việt Nam phải trả cho sự lựa chọn con đường đấu tranh, không chỉ dừng lại ở những năm tháng tù đầy mà còn tiếp tục đeo đuổi cuộc sống hàng ngày của họ." Khi Phạm Thanh Nghiên được Human Rights Watch chọn vào danh sách nhận giải thưởng nhân quyền Herman Hellman tháng 10, 2009, cô đang ở trại tạm giam chờ ngày ra tòa lãnh án 4 năm tù. 7 năm sau đó, cô mãn án tù và trên nguyên tắc đã hết hạn 3 năm quản chế. Thế nhưng, cô và thân nhân vẫn bị theo dõi, bị sách nhiễu, thậm chí bị hành hung một cách dã man. Ngày 30 tháng 3, 2017, Tổ chức Nhân quyền Quốc tế Frontline Defenders www.frontlinedefender.org, trụ sở tại Dublin, Ái Nhĩ Lan, chọn Phạm Thanh Nghiên vào chung kết giải thưởng những người bảo vệ nhân quyền bị đàn áp năm 2017 cùng với 4 người ở các châu lục khác nhau. Theo thông cáo báo chí của tổ chức này, Frontline Defender Award for Human Rights Defenders at Risk là giải thưởng hàng năm khởi đầu từ năm 2005 nhằm công nhận thành tích của các nhà hoạt động bên vực quyền con người, bất chấp rủi ro và thường xuyên bị đe dọa mạng sống, vẫn có các đóng góp đặc biệt bảo vệ và quảng bá nhân quyền tại đất nước mình. Năm nay, Ban giám khảo cứu xét các phiếu đề cử 142 nhà hoạt động nhân quyền từ 56 quốc gia, cuối cùng 5 nhà hoạt động tại Ukraine, Ermin Kubaninov, Nicaragua, Francisca Ramirez Torres, Nam Phi, Nonpo Bohuma, Kuwait Abdul Hakim Al-Fali và Việt Nam Phạm Thanh Nghiên được chọn vào chung kết. Thông cáo viết: Phạm Thanh Nghiên, một blogger người Việt, trải qua 4 năm tù giam và đã công khai viết ra những vi phạm nhân quyền đối với gia đình các ngư dân bị tuần duyên Trung Cộng giết hại. Sau khi ra tù, cô bị quản chế tại gia. Trong thời gian đó, cô đã thực hiện nhiều chiến dịch bảo vệ nhân quyền và là đồng sáng lập mạng lưới blogger Việt Nam. Nhà cô bị đột nhập, cô bị cản trở khi đi khám bệnh, chữa bệnh, cửa nhà bị khóa trái nên cô không ra ngoài được. Và khi làm giấy đăng ký kết hôn, cô cũng bị chính quyền bác bỏ. Cô là nạn nhân của nhiều vụ tấn công gây thương tích nhằm ngăn chặn những hoạt động tranh đấu mạnh mẽ nhưng ôn hòa của cô trong nỗ lực phơi bày các vụ vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Thông cáo trích phát biểu của Andre Anderson, giám đốc điều hành Frontline Defenders, năm nhà bảo vệ nhân quyền nằm trong danh sách chung kết giải thưởng năm 2017, đã chứng tỏ sự kiên cường,
ý chí bền bỉ khi đối mặt với nhiều nguy cơ nghiêm trọng, thường là những đe dọa đối với mạng sống của họ. Những nhà hoạt động nhân quyền này cũng như gia đình của họ đều phải chịu đựng các cuộc tấn công, các chiến dịch phỉ báng, quấy rối bằng pháp luật, hăm dọa an ninh cá nhân, kể cả đe dọa tính mạng và án tù. Họ cho biết rất cần được dư luận thế giới biết việc họ làm, nhất là vì họ thường xuyên bị chính quyền nước họ phỉ báng và xuyên tạc cuộc tranh đấu bất bạo động của họ. Việc Frontline Defenders đề cử giải thưởng nhằm giới thiệu trước công luận và bảo vệ năm nhà hoạt động này, những người đóng vai trò quan trọng đối với các phong trào nhân quyền tại đất nước và cộng đồng của họ. Ngày 22 tháng 5 2017, qua loạt video do Frontline Defender đưa lên YouTube để giới thiệu năm ứng cử viên được chọn vào vòng chung kết, một số nhà đấu tranh dân chủ tại Việt Nam đã trình bày cảm nghĩ về nhân cách của Phạm Thanh Nghiên. Song song với những lời Phạm Thanh Nghiên phát biểu về tình trạng đàn áp nhân quyền đang tiếp tục diễn ra tại Việt Nam mà chính cô là một nạn nhân, có lẽ rất khó hình dung và khó mà liệt kê hết những rủi ro, những hiểm nguy, những sự đàn áp mà những người đấu tranh phổ biến các vấn đề nhân quyền như tôi gặp phải. Nếu nói đến rủi ro thì tôi nghĩ không riêng gì cá nhân tôi mà tất cả những người dân Việt Nam lên tiếng chỉ trích các chính sách sai lầm của nhà nước hiện hành, đặc biệt là lên tiếng bày tỏ quan điểm một cách mạnh mẽ về các vấn đề nhân quyền, dân chủ đều là mục đích bị nhà cầm quyền đàn áp, thậm chí bắt bỏ tù. Tôi đã bị kết án 4 năm tù giam và 3 năm tù nhà. Khi bị quản chế thì bản thân tôi không được ra khỏi địa phương cư trú, thậm chí là tôi bị nhốt ở trong nhà, không được ra khỏi nhà, không được đi khám chữa bệnh. Cách đây chừng 1 năm, ngày 11 tháng 5 2016, khi nổ ra cuộc biểu tình chống Formosa bảo vệ môi trường thì trên đường đi đến điểm biểu tình, chúng tôi bị bắt, trong nhóm gồm có vợ chồng tôi và vài người bạn. Những người đấu tranh nhân quyền khác đã bị rất đông công an mật vụ dùng vũ lực bắt ngay giữa đường. Thậm chí tôi còn bị một tên an ninh dí giày vào mặt khi hắn quật ngã tôi xuống đất. Vào đồn công an, chúng tôi đã bị giam trái phép và đánh đập suốt 14 tiếng đồng hồ. Bản thân tôi bị đánh 3 lần trong đồn công an ngày hôm đó. Riêng cá nhân tôi thì những điều đó ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cũng như tinh thần của tôi. Suốt 4 năm kể từ khi ra tù đến bây giờ, tôi vẫn hầu như lúc nào cũng phải dùng thuốc, lúc nào cũng phải phụ thuộc vào thuốc. Và không ít lần tôi phải nằm điều trị ở bệnh viện trong sự rình rập canh gác của công an mật vụ. Chúng tôi coi những điều như đánh đập, bắt bớ, sách nhiễu, khủng bố, tù đầy là những điều đương nhiên phải gặp trên con đường tìm kiếm tự do và đòi hỏi nhân quyền. Ở các quốc gia khác, những người hoạt động nhân quyền thường có một mạng lưới để hỗ trợ lẫn nhau, nhưng tại Việt Nam thì hoàn toàn khác. Chúng tôi phải đối mặt với rất nhiều hiểm nguy, thậm chí chúng tôi chỉ cần liên kết các cá nhân với nhau, gặp nhau, kể cả sự gặp gỡ thường xuyên đã khó khăn, chứ nói gì đến mong ước có được một mạng lưới để bảo vệ mình. Khi lên tiếng về một vấn đề tiêu cực trong xã hội thì ngay lập tức mình sẽ bị đối mặt với ngoài những rủi ro còn có thể là án tù. Và những điều luật mơ hồ sẽ được nhà nước dùng để trả thù, trừng trị chúng tôi như lật đổ chính quyền chống nhà nước hay lợi dụng các quyền tự do dân chủ để chống nhà nước dưới một chế độ tàn bạo và trong điều kiện hoạt động đầy bất trắc như vậy. Câu hỏi đặt ra là động lực nào giúp cho những người đấu tranh dân chủ giữ vững tinh thần bất khuất để nắm tay nhau đi tiếp trên con đường đầy chông gai thử thách mà họ đã lựa chọn. Đây là câu trả lời của Phạm Thanh Nghiên trên video của Frontline Defenders. Chúng tôi không thể sống và thức dậy mỗi sáng để đón nhận sự sợ hãi. Không còn cách nào khác, chúng tôi phải bước qua. Và chính khát vọng tự do, khát vọng được sống với đầy đủ quyền con người của mình đã thúc đẩy chúng tôi tiếp tục đi lên phía trước. Đọc hồi ký những mảnh đời sâu sâu sắc của Phạm Thanh Nghiên, do vậy, không phải chỉ để thu lượm thêm một số dữ liệu về nhà tù cộng sản, mà còn là dịp ghi nhận thêm nhiều yếu tố giúp chúng ta theo dõi những chuyển biến chắc chắn sẽ tới từ cuộc đấu tranh kiên cường, quyết liệt của những con người tự nguyện dấn thân để đòi lại nhân quyền căn bản cho 90 triệu đồng bào, giành lại chủ quyền lãnh thổ cho Tổ quốc và trồng lại cây trái tình người trên những mảnh đất chết khô vì một chủ thuyết vô nhân tính. Người viết: Đào Trường Phúc, tháng 8, 2017. Những mảnh đời sâu sông sắc. Tác giả: Phạm Thanh Nghiên.